Ông Tuấn chào quý anh chị nha. Lâu lắm rồi em mới mua được cái mẫu Vios nha quý anh chị. Con này là Vios 2017. 2017 thì máy mới rồi nha quý anh chị. Xe là một chủ. Xe là không có đăng ký Grab hoặc taxi gì nha quý anh chị. Xe này một chủ xài. Thì con này thì sơn zin còn rất là nhiều luôn. Quý anh chị mày đang tìm một mẫu Vios mà sẽ zin. Em con này em bán ra em bao cam kết cho quý anh chị là bao zin. Bao zin từ nắp vàng cò, bao zin từ keo chỉ nha quý anh chị. Đó. Trời nắng quá quý anh chị ơi. Thì trời nắng thế này thì anh em mình mua bỏ tiền ra mua một cái con Toyota Vios mà số sàn 2017 này á thì quá là hợp lý luôn. Đi thật sự quá là hợp lý luôn. À, xe thì được anh chủ anh thay hai cái lớp trước, hai lớp mới rồi nha, hai lớp mới tinh còn cái gió luôn nè. Đó. Xe thì còn hai chìa khóa zin theo xe. Con này em bán em cam kết cho quý anh chị là xe zin cả xe nha. Zin từ keo chỉ tới máy móc nha quý anh chị. Quá là nắng luôn. Đây quý anh chị, nội thất thì em về em thấy nó xấu quá, em may mới lại rồi nha. Đó, em may mới lại rồi. Keo chỉ là zin. Nội thất may mới. Xe chưa có màn hình. Anh nào mua màn mua xe thì em sẽ tặng thêm cái màn hình cho quý anh chị nha. Đó, thì 2017 thì anh chủ còn khá là kỹ nè, để dán keo nè quý anh chị. Ha. Xe kỹ hay không nhìn mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ là mình đánh giá là nó xe à. Còn keo chỉ thì zin 100% nha quý anh chị. Đó. Anh chị em nào mà cần cồ cáp đổi xe thì cứ alo cho em nha. Em có nhận cồ cáp đổi xe của anh chị nha. Đây, 2017 nè quý anh chị. Tem mát rồi còn zin, nách cửa rồi nè. Đó. Toyota Vios con này là bản E số sàn. Thì xe được trang bị cũng như mấy xe kia thôi. Cũng gương kính thì chỉnh điện. Rồi nó mấy cái dòng này nó bền lắm anh chị em mà trải nghiệm qua rồi á thì cũng rất là dễ nhận biết một cái xe bền. Cứ Toyota mà đẩy thôi. Đó. Còn mày cái xe mà nó đâm đụng thì em bán theo cái giá khác. Còn bây giờ xe mà đẹp đẹp thì em mua không được rẻ thì em để cho quý anh chị con này em bán 289 triệu nha. 289 triệu nha. Vios bản E 2017 nha. Xe thì thiếu cái màn hình thôi. Còn xe thì quanh xe đẹp rồi. Để mở cái cốp ra coi. Muốn chị mình coi nha. Mâm này còn khá là đẹp nè quý anh chị. Đó. Quý anh chị nào có nhu cầu mua hoặc bán xe thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0904 80 4567 nha. Xem xe tại Dĩ An Bình Dương. À, Dĩ An Bình Dương, cửa hàng em nằm ở Dĩ An Bình Dương nha quý anh chị. Cứ các bạn Zalo với em là 0904 80 4567, em sẽ thẻ cái định vị của anh chị mình đi nha. À, cái xe này nó lên được cái cam hành trình với lại cam lùi rồi. Đây. Đây quý anh chị. Đó. Đây là phần cốp của xe nè. Ốc ép rồi còn nguyên nha. À, keo chỉ là còn nguyên hết nha, không có đinh đâm đụng luôn nha. Đây, đinh tán cái này quý anh chị còn nguyên hết nha. Lớp sơ cua nè, rất là sạch sẽ luôn. Đinh tán hai bên còn nguyên. Cực kỳ cái dàn gầm con này đẹp lắm anh chị ơi. Thì bên em lâu lâu mới mua được chiếc Vios thôi. Hầu như là Vios mua xe đẹp đẹp về cho dễ bán. Đây. Bô bọng nè quý anh chị. Đó, có sàn nha. À, mấy cái xe chạy vụ rồi nó khác liền à. Như lại xe chạy vụ nó không có biển số trắng nha. Đó, cộng đèn rồi nè. Anh chị nào có nhu cầu có xe cũ muốn lên đời hoặc đổi xe thì cứ alo cho em có nhận trao đổi cồ cáp tất cả loại xe nha. Xe em về em làm hết rồi. Em bảo hành máy cho anh quý anh chị là 2 năm đi. À, 1 năm thôi. Em quên. Xe mới nó bảo hành 2 năm mà em bảo hành 1 năm thôi. Em quên nha quý anh chị. Đó, keo chỉ là zin 100% nha. Trang bị xi nhan gương nè. Đấy, xe zin kể xe nha. Anh chị có xe cũ muốn đổi thì alo ngay cho em. Em nhận cồ cáp đổi hết. Nội thất con này nội bọc lại nhìn nó mới lắm, đẹp lắm. Đó. Anh chị đánh giá một cái xe nó có nhiều cái vấn đề thì anh chị bên em có nhận trao đổi về cồ cáp xe. Ngồi đó ngồi ra thì em có nhận tiếp thợ cho quý anh chị luôn. Đấy, anh thợ nào cứ lại cửa hàng. Cứ lại xem xe về dẫn theo thợ thầy đó, muốn dẫn ai dẫn. Bên em bao tết hết, xe không có bị gì nên không có sợ nha quý anh chị. Còn ai mà với vấn đề kia thì em không có chịu trách nhiệm nha. Còn em bao là bao kia chỉ zin máy móc zin. Đó. Đây quý anh chị, đây là phần máy móc nè. Ốc cabo này còn zin nha, keo chỉ nè quý anh chị, coi keo chỉ cabo này đẹp không? Nó zin đét luôn mà. Không có gì một có người xe để không như một điểm chơ. Phần máy móc rồi quý anh chị. Đó, ron đầu ruồi này còn nguyên nè. Nắp dàn cò này còn nguyên nha, máy rất là sạch sẽ luôn. Đây quý anh chị mình coi nè.
Toyota Vios 2017 với cái mức giá 289 triệu có bớt có thương lượng cho quý anh chị nha. 289 triệu có bớt có thương lượng khi anh chị mình lại xem xe và chạy thử nha.